tiết lộ đến bạn hai bí mật trẻ hóa da từ chuyên gia. Có thể bạn vẫn còn chưa biết đến hai bí mật này, cho nên việc bạn chăm sóc da mãi mà không có kết quả. Và đối với hai bí mật vô cùng đơn giản này, nó sẽ khiến làn da của bạn sáng hơn, mịn hơn, giảm tình trạng xuất hiện các nếp nhăn ở trên làn da. Hai thành phần có thể quyết định tình trạng da săn chắc hay là trẻ hóa của làn da bạn. Điều đầu tiên này, đó chính là collagen và elastin. Nó giống như một cái lớp gọi là nâng đỡ cái làn da của bạn và khiến làn da của bạn săn chắc, có độ đàn hồi. Vậy thì làm cách nào đó để có thể hỗ trợ là tăng sinh được collagen, tăng sinh elastin thì khiến làn da chúng ta sẽ trẻ trung hơn. Điều thứ hai này, đó chính là độ ẩm của làn da. Nếu như làn da chúng ta dù có bất kỳ sản phẩm nào mà dùng đắt tiền đến đâu nhưng mà làn da không có đủ ẩm thì rất dễ gặp tình trạng là bị kích ứng, bị sạm và bị nám. Chỉ cần một làn da đủ ẩm thôi thì da nó sẽ tự động sáng hơn này, căng mịn hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai bí quyết vô cùng đơn giản này. Điều đầu tiên đó chính là về việc tăng sinh collagen. Cách đầu dòng thứ nhất nhé, bạn hãy ghi vào giấy nếu như mà chúng ta sợ quên. Đó chính là hãy bảo vệ da trước tia UV, ánh nắng mặt trời để tránh chúng ta bị mất đi collagen nhiều hơn. Thứ hai này, chúng ta có thể thông qua đường ăn uống hàng ngày bổ sung thêm vitamin C để hỗ trợ tăng sinh thêm collagen, hoặc chúng ta có thể bổ sung thêm thực phẩm chức năng là vitamin C với cái hàm lượng là 500mg một ngày. Về đường uống này thì bạn có thể bổ sung thêm, đó chính là uống thêm collagen để hỗ trợ cơ thể của chúng ta tăng sinh cái collagen hơn, đối với hàm lượng là khoảng từ 2-5g trên một ngày. Và lưu ý rằng là hãy lựa chọn là collagen peptide nha. Đó, đầu tiên là bảo vệ này, thứ hai là về đường uống này, thứ ba đó chính là về đường bôi. Cái phần mà chúng ta mong muốn bảo vệ nhất, làm đẹp da nhất đó chính là phần khuôn mặt. Vậy thì bôi thoa trên khuôn mặt nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Thì có hai thành phần được đánh giá cao nhất để hỗ trợ da săn chắc và tăng sinh được collagen, đó chính là thành phần serum vitamin C và thành phần retinol. Bạn đã có hai thành phần này hay chưa và đã biết cách sử dụng hay chưa? Có thể comment ở phía dưới để Hương có thể hướng dẫn bạn được kỹ hơn. Bí quyết thứ hai đó chính là cấp đủ ẩm cho làn da. Cái này Hương đã làm rất là nhiều các video rồi nhưng có vẻ trẻ chúng ta thường xuyên bỏ qua. Thì có hai thành phần cơ bản nhất, nó dùng hàng ngày thôi, đơn giản thôi, chỉ mất khoảng tầm chắc là khoảng 3 phút nhưng sẽ khiến làn da chúng ta nó đủ ẩm và căng mịn hơn. Đầu tiên là một serum mang tính hút ẩm cực mạnh mẽ, đó chính là serum có chứa HA hoặc là serum có chứa V5. Thứ hai đó chính là sản phẩm dưỡng khóa ẩm, nó phù hợp với tình trạng da của bạn. Nếu da thường, da khô sẽ ưu tiên là dạng oil này hay là dạng cream này để có thể là giữ ẩm cho làn da. Còn với tình trạng dầu, mụn và lỗ chân lông to sẽ ưu tiên là dạng gel hoặc là cái dạng lotion. Đó, bạn thấy không, chỉ cần có hai cái lưu ý vô cùng quan trọng này thôi nhưng sẽ khiến làn da của bạn có thể thay đổi một cách đáng kể nếu bạn kiên trì thực hiện đâu đó khoảng tầm tối thiểu là 4 tháng. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.